Đây dòng bát 20 giá rẻ mà bắt bâu, anh em nhận bắt bâu. Với cấu hình mình sẽ báo anh em mình trong clip này luôn. Cái viên nam châm của nó sẽ là 9 cm, xương sắt và ánh 7 màu. Bản này bản giá rẻ anh em nhé. Với đường kính cắt ngang mặt như này là 20,9, gần 21 nhé, khoảng 21 cm. Một cái gân mút màng giấy nón kín như này. Đó, bát giá rẻ. Và con này là 1 inch, là 25.4, anh em gọi 25-26 cũng được, tùy nha. 25.4 cùng 1 inch, giá thành rẻ. Và mình có test nhạc luôn để mời anh em mình nghe. Đây mình sẽ câu tín hiệu vào nhé. Đỏ là giữa này và đen là bên cạnh này. Còn đó mà người xưa có con không hay đã đi. Đây là dòng bát bâu mà anh em có thể thay thế cho những dòng loa 20 thông thường anh em nhé. Nó sẽ có 3 chân ở đây, thì có một chân thừa, bâu nó sẽ câu tín hiệu trung gian ở bên này sang bên này thì nó thừa một chân, anh em mình không dùng đến thì đấu hai chân thôi. Trên trái bên này là sẽ là dây âm và đỏ là giữa nhá, là dương đó. Giá công khai trong một đôi là 350.000 đồng, mình sẽ bao ship toàn quốc. 350.000 đồng một đôi anh em nhé, mình sẽ bao ship toàn quốc. Đó, giá rẻ để anh em mình có thể chơi những cái loa cây loa lầm mà cái nhu cầu nó không quá lớn. Anh em nghĩ rằng là cây là dòng côn nhỏ, bâu nó chỉ có tầm 75W với anh em nhé. Anh em mình thay thế cho những cái dòng mà anh em mình cần thiết về công suất nhỏ nhỏ vừa, nghe trong không gian kín như phòng khoảng 15-20 m², nghe vừa. Rằng nghe to không được anh em nhé, thì nó là cái dòng bát côn nhỏ đó, tầm 20 m² hợp lý nhất. Giá bán mình đã công khai là 350.000 đồng một đôi bao ship. Anh em nào quan tâm hãy trực tiếp với mình để mình tư vấn. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và chào anh em.